Xin chào tất cả các bạn ha. Thì trong cái buổi chia sẻ ngày hôm nay, tôi sẽ chia sẻ các bạn cái cách để ông ta khóa lại cái thẻ Visa hoặc là Mastercard của mình các bạn ha. Khi mà ông ta bị lộ thông tin hoặc là ông ta bị mất đó các bạn, chúng ta phải khóa liền các bạn nha. Thì các bạn hãy truy cập vô app VietinBank ePay các bạn ha. Thì các bạn hãy truy cập vô cái phần là dịch vụ thẻ nè các bạn. Click vô đây ha. Thì sau khi click vô cái phần dịch vụ thẻ rồi, các bạn hãy click vô cái phần đây là khóa thẻ nè các bạn. Đây không ạ? Click vô đây ha, là mình khóa thẻ các bạn ha. Đây vô đây khóa thẻ ơi thì Vietinbank có thông báo với mình là bạn có chắc chắn rằng là khóa cái thẻ này hay không. Rồi chúng ta tiến hành click vào khóa thẻ các bạn ha. Thì chúng ta tiến hành tiếp tục là khóa thẻ luôn, tiếp tục. Rồi như vậy chúng ta đã khóa thẻ thành công các bạn ha. Thì trên cái thẻ của mình sẽ thông báo là gì, là thẻ của bạn đang bị khóa này các bạn, được không ạ? Rồi như vậy các bạn đã khóa thẻ thành công các bạn nha. Rồi, xin chào tất cả các bạn ha. Chúc tất cả các bạn thành công và an toàn trong cái việc sử dụng cái thẻ Visa hoặc là Mastercard Debit nha các bạn. Hy vọng những chia sẻ này rất hữu ích với các bạn. Các bạn hãy đăng ký kênh và ấn chuông theo dõi để nhận được những chia sẻ tiếp theo nhé.